Vũ cốp bà trớp. Hay quá anh Giang ơi. Dần cá lại. Ừ. Cái người mình phải cầm chài mới được phải không anh Dạ? Không biết là cũng không được ra. Lỗi xích ra một kia, lỗi xích ra sai sai một kia, hiểu rồi. Cái đấu nhiều lắm. Ra dạy anh chài vậy anh. Đó trời gục đó anh trai. Đó bài ca đó. Quá đẹp mắt. Ừ. Anh Giang này hay không nổi rồi, không biết chạy không nổi rồi. Hả? Đó. Trời, cá đấu kìa. Cá chốt kìa, có nào quất đó. Không lẽ không bắt. Mình biết là cơ hội lúc này là không còn gì để nói nữa rồi. Dính con nào bắt con đó. Thì con phải lại. Ừ. Coi đi, cho chốt cái gì nè. Cái đó nè. Được kìa. Dính nhẹ nhẹ tích tích đó anh nha. Dính không? Nào mà lên kia chạy ơi. Bắt cái phi đi. Lúc mấy tuổi là anh đã đi giang hồ dưỡng già đúng không? Bây giờ ổng là lão tiền bới, giờ đem ổng ra chạy tôi có chạy được không? Ổng cái gì biết chừng phải không? Dạ được rồi đó, lát về ngâm nước á, đừng có để anh bờ. Để anh bờ có dính con cá thì anh lặn chuột nó cắn lắm đó. Ngâm ngâm chút cho nó đã. Dính cua nữa mày ơi. Anh thợ chạy. Rồi. Có cá dưới gì nó dặn đó.
chính vậy trời rồi nó chung hết trơn rồi. Cầm cái thuốc lên chưa? Ơi cũng dính nhiều ông ơi. Quá trời dính này. Rồi. Mới vừa ra. Không đâu xa đâu. Cây con mé ngoài chứ không phải cây ngoài. Mình còn để một cái vai ra giữa láng luôn. 1, 2, 3. Quá đẹp mắt. Quá trời con tôm tà bá luôn, bằng con tôm na luôn rồi trời. Không tôm bự thiệt anh Động ơi. Anh Giang ơi. Trời trời con tôm nè. Bắt con thả con. Con nó ăn được luôn mà. Con nó nhỏ quá. Hả? Con nó gặp tôi đẩy luôn rồi đó. Hả? Tiếp tục. Ê, tao thấy nó còn dính cái gì kìa. Không sao chứ là gịch xéo xéo được à. Nhìn là cung kinh không? Cá cỏ bự không anh Giang? Mấy người đó đem vô chân mắm ăn quá không á. Con đi vòng gao dèo á, gao dèo là chài dưới cá nhóc. Giờ dính cây đâu, sao ở vùng mình có cây gì ta? Chắc nó chặt hay kìa. Chặt dục xuống này. Anh có mang điện thoại theo anh Giang. Tính có là tiêu luôn. Giờ là mấy giờ mà trời tối vậy ta? Gần kìa cái lôi cho nó cây không phải cây đâu. Dính cây cỏ á. Rồi bỗng tót luôn. Kiệt dục ác thiệt ông nội ơi. Chồng quay luôn ha. Chồng quay luôn. Giang dục gần được. Giang dục gần thì được. Dục gần nó tròn lắm. Tao cài tao dục mé không à. Tao dục. Em cũng cài được vậy vậy. Em cứ cài con này sao cài được vậy. Không có gì. Không có luôn. Thất thu. Thất thu. Ừ. Bây giờ là cháu của anh. Mặt ai thì mắt giấy trời dính con cá tà bá trời. Có loại nhóc nhưng mà trời dính ta. Trong cỏ giờ có con còn bé lớn hơn mày tin không? Đúng rồi. Có con nó nhỏ hơn lúc mới thả nữa. Tao thấy loại bài này. Lên mấy nó chơi ta. Hay là nó đi ăn hết trơn người ta. Đó, dính quá kìa. Trời này ngon rồi. Trời này dính cái đói trên này kìa. Cái đói. Cái đói này vô, coi như đạn luôn. Cá đói, cá đói. Đói cá. Đói cá.
chài của mấy cái ông lão tiền bối, mấy chài cụ á. Dữ lắm rồi, gạo ơi. Cá lóc luôn ơi. Cá lóc luôn. Ôi trời ơi, đồ xuống chúa. Xuống chúa, xuống dần khe không ơi. Xuống chúa, xuống chúa. Bỏ đây, bỏ ngoài đây ha. Đây. Con số này cả khoảng 17 con ký. Đồ dữ vậy. Không thiệt, không tới 17 đâu anh. 10 con. 10 con. Tao có biết luôn. Khoảng có 30 con mà tới con gì? 30 con mà 1 ký. Dính cá lóc luôn hả vậy anh Trang? Thả đi. Con gì? Con ăn được rồi đó. Đừng đừng. Con nó bắt được. Được. Mềm nó mềm. Cho xí ăn. Cái đói mập quá mày. Cái đói để lại gai để dành ăn. Được, cũng được 1 ký. Từ từ hồi có. Chắc cái này chắc nướng nó luộc nước dừa quá. Bum. Thôi ta thợ khác rồi. Thợ này với chài qua cũng dính là nổi rồi. Có chứ. Con này bắt được chưa? Được rồi. Cá này mà ăn uống. Con cá này để cho ship lại coi thứ con cá này sao? Con cá này là có thể nó là cá này xương mà. Chiên mắm là ok đó. Xương xương chứ ăn luôn được chưa à? Ừ. Được chưa? Bắt luôn hai con bắt luôn. Bắt đi nè. Chưa hơi khô. Đúng. Trời bữa hổm hơi khô con lóc xương ra hơi khô như đạn luôn. Ừ. Hai con nó cũng phải cỡ cần cỡ ký vậy đó. Cỡ ký chứ bộ giỡn trời. Cỡ ký á. Chiều nay gạo rồi đó, có đồ ăn rồi đó anh em ơi. Trời đã sụp tới nè anh em. Thấy chưa? Không còn gì để sụp tới mà trời xuống rồi, bây mà giờ là cơ hội cuối cùng. Được hai chú cá chấm cỏ hỗ trợ. Đúng hay lắm bà Vàng ơi. Lưới kéo cá mà nó ốp á anh Vàng. Biết rồi. Ốp dính cỏ này dính tịt lắm à. Mà sợ sâu quá mình hụt chân hụt cẳng á. Vô này vô vừa. Không sâu đâu. Vô này vừa. Cơ ok. Ôi để anh vuông ở gì mới đã đó. Không anh đạp ra là cá chạy ra luôn á chứ bộ. Ừ hay lắm anh ơi. Chỗ này trúng lớn đúng rồi. Dữ lắm kìa. Vô hư cái thuốc vợ quánh giả mang luôn. Chạy mới vừa chạy rồi. Không phải nó dạng dạng ngoài đó đó chứ nó sáng luôn rồi. Mà không có con ấy hả? Con bò chấm cỏ. Hai con còn có đói, hai cái chấm cỏ luôn. Chấm cỏ nó vô thả được đó. Thả đâu? Thả cho nồi thả đâu? Cho nó ăn cỏ hả? Cái đói à. Chấm cỏ. Chấm cỏ thả nhiều dữ không? Em thả đây 60 con. Trời trời.
Ê, con cá chấm cỏ mà lớn chắc nướng ăn chắc sướng lắm má. Ừ. Rồi. Cứ 2 kg thôi. Nếu như thả khoảng chừng vài con vô trong kia nó ăn banh cỏ luôn đó kìa. Kiếm cá bự bự có đó nè.